về xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video shop về trà radio ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn ấn một nút đăng ký màu đỏ sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất em hân hạnh gửi tới quý vị và bạn và video ngày hôm nay việt radio hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm có thể nói là một sản phẩm một món rất là hợp lý để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm trong thời gian này, đó là chiếc âm ly Luckman. Luckman L550AX Mark 2. Đây là top chiếc âm ly đang bán mới trên thị trường và là seri chạy mạch Class A rất hay với mức giá trên thị trường cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, một sản phẩm lai new tại Việt Audio sử dụng nguồn điện 100V có đét ra đời vào năm 2023. Tức là sản phẩm này là một sản phẩm à uh, line new cực kỳ mới và cực kỳ ấn tượng. Uh, gần như là em chỉ dạch băng dính ra và em uh, chụp hình thôi, còn lại em nó có thể đóng vào bán mới nguyên siêu được. Tuy nhiên uh, sản phẩm này em vẫn À, bán theo một sản phẩm line new với một mức giá vô cùng tốt để quý vị và các bạn trải nghiệm. Chỉ hơn 60 triệu đồng, cụ thể là 63,5 triệu đồng, quý vị và bạn sẽ sở hữu chiếc âm ly Luckman L550AX Mark 2 à, full thùng xốp và tất cả phụ kiện đi kèm. Đương nhiên nó vẫn là còn cực kỳ mới và cực kỳ xuất sắc cho chiếc âm ly này và mọi tính năng thì đương nhiên hoạt động hoàn hảo và em nó vẫn đang còn bảo hành chính hãng cũng như là Viettel radio tại những sản phẩm em bán ra như thế này em sẽ bảo hành cho quý vị và các bạn trong vòng một năm để quý vị và các bạn chơi và trải nghiệm cũng như an tâm khi sử dụng những cái sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu tốt đầu của Nhật Bản như men tại Vietcetera Luôn gửi tới quý vị và bạn Mức giá tốt nhất và tối ưu nhất Và sản phẩm này thì chắc không cần giới thiệu quá nhiều Bởi hình thức bên ngoài của em nó thì như là một sản phẩm mới rồi à, Quý vị và các bạn chỉ cần qua trực tiếp với Triadio Chơi và trải nghiệm chiếc âm ly này Chiếc âm ly này vẫn sử dụng nguyên lý thiết kế của Acupay Cho tất cả chiếc âm ly đời cao Như là bề mặt sẽ là mặt sơn sliver cao cấp tất cả núm nút được mạ chrome cực kỳ sáng à, và đồng hồ VU ở chính giữa thì sẽ là đồng hồ hiển thị đèn màu vàng cho những chiếc âm ly sử dụng mạch chạy Clara và chiếc âm ly này à, tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất cũng cực kỳ mới và cực kỳ sắc nét để anh em chơi và trải nghiệm à, gần như nó không có một điểm trừ nào dù là nhỏ nhất rất phù hợp để anh em chơi phía sau tất cả nắp đậy cũng như là ngoại hình của em nó thì cực kỳ mới và cực kỳ nét để anh em chơi và anh em có thể quan sát thấy à, chiếc âm này được ra đời vào năm 2023 à ở đây có tem chính hãng của uh, Lachman và chiếc âm made in Japan sử dụng nguồn điện 100V công suất tiêu thụ sẽ là 230w và công suất ra loa trên mạch Klata sẽ là 20w cộng 20w trên một kênh 8 ohm à, rất dễ dàng phối ghép với các dòng loa đến từ thương hiệu JBL tanoi hay là à, các dòng loa châu Âu Foco hay tất cả các dòng loa nào mà quý vị và bạn mong muốn phối ghép cùng mạch âm sắc Klata thì à, lắc 550 ax2 luôn là sự lựa chọn vô cùng tối ưu cùng với cái mạch uh, âm sắc và chúng ta sẽ có một cái mạch um, của volume đó là mạch uh, lê cua uh, đây là phiên bản cao cấp nhất 4.0 của lê cua vì vậy nên cái độ sai số hoặc độ méo tiếng được uh, giảm thiểu đi một cách thấp nhất cũng như trải nghiệm âm thanh của quý vị và bạn sẽ dễ dàng và trung thực hơn và sản phẩm này khi trải nghiệm cùng các dòng loa JBL Đặc biệt các dòng loa thế hệ mới như các phiên bản uh, S3900, s sáu uh, s tám uh, hay là 4800, bảy Thì là một sự lựa chọn vô cùng tối ưu với mức đầu tư vô cùng hợp lý để quý vị và các bạn trải nghiệm chỉ nhìn hơn 60 triệu đồng một chút xíu thôi đã có ngay một chiếc âm ly mới tương đứng như một chiếc âm ly bóc thùng mà mức giá thì như một sản phẩm đã qua sử dụng thời gian rất dài rồi đó là lắc men 550 AX bác hai đang có sẵn hàng tại Việt trường audio và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời quý vị và bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển hoặc trực tiếp qua shop em tại Hà Nội em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn